Vâng, em Hạt xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Em có mỗi một cái giò sóc này thôi các bạn. Giò sóc nha. Một mẹ, bốn con, năm con các bác nhá. Một mẹ, năm con nha các bác nhá. Đấy, nhìn đỉnh điểm luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 này, một cái giò cáo đỏ nha các bác nha. Một giò cáo đỏ, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Đỉnh không các bác. Đấy. Một giò cáo đỏ như thế này bác nào lấy thì em để cho là 550.000 nha, 550.000 nha. Cho giò số 2. Rẻ các bác ạ. Số 3 này, 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Cây này còn có, tức là ý là một cây này là một mẹ một con này. Cây này một mẹ ba con này. Và cây này là một mẹ một con này. Đấy. Nó mất ngọn nên là nó ra được hai con. Cây này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Có hai cây thôi. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đỏ nhá, cây này đỏ nhá. Cây này thì lá to nhá. Lá cái này chắc được 40 cm đấy. Cây này nó còn nhăn nhăn nhá. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 280.000 tiếp nhá. 280 nhá. Cho giò số 4 nhá. Đây, số 5 này các bác này. Một cây cáo nguyên bản từ rừng nhá, một cây cáo nguyên bản từ rừng nhá. Một giò như thế này. Bác nào lấy đôi 4 6 7 cặp lá, đôi 4 6 6 cặp lá, 6 cặp lá rưỡi nhá. Một cái giò như thế này. Cáo này thân nó đỏ au luôn rồi nha các bác nhá. Thân đỏ au luôn. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 270.000 nha, 270.000 nha. Cho giò số 5. Số 6 này em lên trên cáo trước này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Có cả cây này là cây dáng hương tam bảo sắc là 8. Cây này là chả biết là cáo xanh. Cây này là cây trồn. Cây trồn đây. Cây này cũng là cây cáo xanh nha. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 đây. Có 3 cây cáo đỏ nha các bác nhá. 3 cây cáo đỏ như thế này nha. Đấy. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 220.000. 220.000 nha các bác nha. Cho giò số 7. Số 8 này. Đấy, càng nuôi lá nó càng ngắn này các bác này. Đấy. Cáo đỏ nhá. Hai cây nhá. Như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 280.000. 280 nha. Cho giò số 8. Số 9 này. Cây cáo đỏ đẹp chưa các bác? Đấy. Dân nó nuôi nên là nó bị ở rừng nó lỗi lá nha, một chút nha các bác nha. Nên là không ảnh hưởng gì. Hai cây trồn. Cây này là mẹ con nha. Đây, con nó đây. Đấy. Cái giò như thế này em để cho các bác với giá là 270.000 tiếp nha. 270.000 nha.
cho giò số 9 nhá. Số 10 này, một cây cáo như thế này. Đó. Một cây cáo nhá. Bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò số 10. Bác nào lấy cái giá hương tam bảo sắc xếp rụt rịt nhá. Một cây này, em đến từ rồi, một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây nhá. Đấy, lá ngắn như hoa siêu dài luôn. Đấy, đẹp chưa? Một dề luôn. Dạ, thân lá nào cũng giống nhau nhá. Bác nào lấy cái giò như thế này bác, các bác nhá, một dề như thế này nhá. Các bác về tự ghép cho em nhá, hoặc em ghép cho thì em phải xin 100.000 cả công ghép cả gỗ nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 600.000 nhá. 600.000 nhá. Đây, lá nó ngắn mà hoa nó dài này mà. Đấy, lá xếp rụt rịt. 600.000 nhá, cho giò số 11. Số 12 này. Số 12 nha các bác nhá. Một cái giò dáng hương đuôi trộn đẹp như thế này. Được 7 bông hoa các bác nhá. Được 7 bông hoa nha. Đó, như này. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 nè, cái giò này thì là được có bộ 4 bông hoa thôi. À đâu, 3 bông hoa. Các bác nhá. 3 bông hoa thôi. Nụ nó trồi ra như thế này này. Ở đây này. Thì em mới nhìn thấy nhá. Một giò như thế này, cây đẹp. Em để cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 này, ba cây cáo như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nhá. Cho giò số 14. Số 15 này, các bác này, một giò cáo như thế này có 5 cây nha các bác nha, 5 cây nha. Đấy. Mà chất lá thì nó to nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Này các bác nhìn này, nhìn chất lá nha. Đấy. Cho giò số 15. Số 16 này, một cái cây cáo như này to đẹp nhá. Đấy. Cây này đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000. 450.000 nha. Thành ra cái cây này là có 150 rồi, cây này phải 350 thì mới ra được nhá. Đấy, nhìn đẹp nhá. Cho giò số 17. Số 16 nha, 450 nha. Số 17 này. Cái này là cái này người ta gọi là vảy rồng nha. Nó đang nụ như thế này nha các bác nha. Nụ như thế này nha. Đấy, một giò rồng, vảy rồng như thế này. Cao to nha, em đứng xa này cho các bác nhìn nè. Che hết người em luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha. Cho giò số 18. Số 19 này các bác nè. Một cái giò kèn như thế này, hai thân hoa.
hoàng thảo kèn nguyên bản từ rừng nhá. Em bán giỏ này cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha, có 4 mầm gốc thôi. Mấy cái mầm nhỏ này thì em chưa tính được, không tính đâu nha. 600.000 nha, hai thân dài 60 cm này các bác ạ. Cho giò số 19. Đây nhá các bác nhá, số 21 này. Số 21 này, đây là quế tím nhá, có một cây to nhá. Một giò như thế này, hai em chỉ bán hai cây này thôi, còn cây này không em không tính nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. Cái này, cây này thì nó chưa thể hiện nụ đâu nha các bác nha. Năm ngoái nó vẫn có nụ rồi này. Đấy, có hoa rồi này các bác này. Đấy. Cái cây nhỏ này thì nó lại có một nụ rồi nha. Bác nguyên bản từ rừng nha. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Cho giò số 21. Số 22 này, hai cây hoàng nhạn tháng 4 như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 22. Đây, số 23 này các bác này. Đấy. À, đây vẫn là quế tím nha. Đây, cái cây này thì có một mẹ một con này các bác này. Đấy. Giò này thì em chỉ nhìn thấy có một cây này là có nụ thôi, còn cây này thì chưa, nó chưa thể hiện ra. Đây, cây này cũng có một con này các bác này. Đó. Một giò như thế này em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Cho giò số 23. Đây. Bác nào lấy cái giò quế trắng tháng 8 như thế này, em để cho là 500.000 nha, 500.000 nha các bác nha, 500.000 quế trắng tháng 8 nha. Cho giò số 24. Đây, bác nào lấy cái giò chồn như thế này. Giò chồn nhá. Được đôi 4 6 cây thôi. Như năm nay là cây nào cũng có hoa hết nha các bác nha. Đó. Cây to nhá. Một giò chồn như thế này bác nào lấy thì em để cho là 600.000 nha. 600.000 nha, hết chồn rồi các bác ạ. Cho giò số 25. Đây là các bác này, em bán, em trồng một cái rễ cáo mà mấy tháng rồi nó mới bắt đầu chạy rễ này các bác này. Một cái rễ cáo này là 3 cây 6 cây luôn nha, một rè luôn nha các bác nha, một rè luôn, nó chạy dễ rồi nha. Một rè cáo như thế này bác nào lấy là em để cho là 600.000 nha, 600.000 nha, cho cái rè cáo như thế này nha. Cho giò số 27. Số 28 này các bác này. Một giò chồn ghép gỗ nhá. Đấy, một giò chồn ghép gỗ. Nó đang có nụ hết ở đây rồi nha các bác nhá. Đấy. Một giò chồn như thế này bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha. 300.000 nha. Thôi lấy 280.000 đi. Cho giò số 27 nhé.
Đây số 28 này các bác này. Một giò này người ta gọi là cẩm báo nhá. Em cũng mới ghép thôi. Như nó đang có nụ nhá. Đang có một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ. Nhìn thấy ba cái nụ ở dưới cây to này thôi nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 350.000 nha, 350.000 nha. Đó. Cho giò số 29. Đây số 30 này các bác này. Một cái giò cáo như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 220.000 nha. 220.000 nha. Cho giò số 30. Đây số 31 này các bác này, một giò trồn như thế này. Đẹp nhá. Đấy, được rất nhiều nụ luôn đấy. Một giò trồn như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha, 300.000 nha. Một giò trồn thuần lâu rồi nha các bác nha. 300.000 nha. Cho giò số 31. Số 32 này các bác này. Kiều dẹt nhá. Kiều dẹt nguyên bản và em cũng mới trồng thôi. Một giò kiều, một cái giò kiều dẹt như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là một giò như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 280.000 nha. 280.000 nha, kiều dẹt nhá. Cho giò số 32. Đây, em mời các bác ngắm cái giò kiều trắng nhà em nha, kiều trắng nha. Đấy, nhìn trắng tinh 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 luôn này. Đấy, một giò kiều trắng như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 600.000 nha. Chuẩn mặt bông nha các bác nha, chuẩn mặt bông nha. Đấy, đẹp chưa? Một tí thì tí rồi. Cho giò số 33. Đây số 34 là quế trắng tháng 8 này. Đấy, toàn cây xếp đẹp nhá. Toàn cây to xếp đẹp nhá. Cái này thì có 11 cây thôi. Như giò này này thì em để cho các bác với giá là 1.300.000 nhá, 1.300.000 nhá. Cho giò số 34. Đây số 35 này các bác này. Cái giò này thì có hai bông hoa thôi. Hai cây thì có hai bông hoa. Bác nào lấy thì em để cho là 120.000, 120.000 nha. Có hai cây hơi cây đấy nhá. Một giò trộn như thế này có hai cây thôi. Cho giò số 35. Số 36 này, một cây cây cáo đẹp như thế này, lá ngắn nhá. Lá này chỉ được 4 cm thôi. Nguyên bản từ rừng. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là hơn 4 cm một chút nhá. 700.000 nhá. Còn mỗi một cây đẹp. Cho giò số 36. Số 37 này, một cây Kodak Cookie à. Và hai cây hoàng nhạn tháng 4 này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 700.000 nha. 700.000 nha. Đây cây Kodak Cookie to này. Cho giò số 37. Số 37 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha.
Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Còn những hàng to thì em không bê được, nên là mong các bác kết bạn Zalo thì ới em thôi nhá.